Tết sắp đến rồi, nghe nói ở chỗ mấy bạn không khí Tết đã tràn ngập rồi đúng không nè. Ở chỗ Mây Khôi không khí cũng tràn ngập nhưng mà là tràn ngập tuyết nha mấy bạn. Trời ơi mở mắt ra này tuyết quá trời luôn. Ở Bỉ mấy nay tuyết rơi nhiều nhưng mà nghe nói vài ngày nữa thì sẽ tan là tại vì nhiệt độ lên cao đó. Thôi tuyết thì kệ tuyết, mình cứ chuẩn bị mấy món ăn Tết thôi mấy bạn. Mấy Khôi sẽ làm mứt cam sấy dẻo nha. Cam thì mới Khôi có bốn trái, sẽ lấy muối á mình làm ẩm ẩm rồi mình chà lên cái vỏ cho nó sạch. Sau đó mấy Khôi sẽ cho nước vào và mình ngâm mình ngâm xong rồi mình rửa qua hai ba lần nước cho nó thiệt là sạch cái vỏ cam tại vì mình ăn luôn vỏ nha sau khi tắm rửa cho cam sạch sẽ rồi thì mấy khôi sẽ cho vào đây là nước sôi nước này mới nấu sôi luôn mình ngâm cam trong nước sôi đâu tầm khoảng 5 phút để nó cho ra bớt cái tinh dầu á ăn nó sẽ không có bị đắng với lại bình the mấy bạn thấy cái nước mà mấy khôi ngâm nó ra cái vàng vàng là tinh dầu nó ra đó cái động tác mà ngâm nước sôi này á thì mấy khôi sẽ làm hai lần nha Mấy bạn cắt thử cái vỏ nếu mà ăn thấy nó bớt tha rồi á, thì mình khỏi ngâm nữa. Còn nếu mà mấy bạn vẫn thấy nó còn tha đó thì mình lại làm tiếp. Đó nói chung là tùy theo cái khẩu vị ăn tha của mình ha. Sau khi mà ngâm được hai lần rồi á, thì mấy khôi sẽ cắt ra thành từng cái lát vừa ăn thôi. Đừng có quá dài mà cũng đừng có quá mỏng nha. Mỏng quá lát nữa mình đem đi xấy là nó quéo luôn còn dài quá đó thì mình xấy lâu nó lại tốn điện tốn ga còn nếu nhà bạn nào mà có điều kiện kiểu hơi sang sang đó, thì mình cắt dày dày cũng được nha nói chung là mình cắt theo điều kiện khả năng của mỗi người giờ thì mình sẽ xếp cam vào trong một cái chảo hoặc là cái nồi mà lát nữa mình sẽ đem đi nấu được luôn á cứ một lớp cam là cho một lớp đường trên cùng thì mấy khôi sẽ cho là mật ong tổng lượng đường là 500 g, mật ong là 100 g nha, cho mật ong vào để cái cam của mình ăn nó có cái độ dẻo dẻo. Rồi bây giờ thì mình sẽ đợi cho cái đường nó tan ra, trong lúc mà đợi đường tan đó mấy chị đi ra trực tuyết cũng được. Em thì không biết trượt sợ té cho nên thôi ngồi trong nhà cho nó yên đi. Cái khúc này á, là mấy khôi không có đợi nổi tại vì mất kiên nhẫn đó, đường nó vẫn còn một chút xíu, em đem đi nấu luôn. Nấu cho nó sôi bùng lên thì vớt bọt bỏ đi, sau đó hạ lửa vừa vừa thôi. Mình nấu cho tới khi nào mà cái phần nước trong cam á, nó còn khoảng 1 2 hoặc 1 3 thì tắt bếp để nguội. Sau đó thì sẽ xếp lên cái khay Lúc này thì mấy bạn có thể đem đi phơi nắng nè Hoặc là bỏ vào trong lò để sấy nha Bây giờ mà em đem ra trời là kiểu đi phơi tuyết luôn Chứ không phải là phơi nắng nữa Cho nên sẽ cho vào trong lò Lò thì mấy khôi sẽ để 100 độ C và sấy trong vòng 1 tiếng rưỡi Sau đó thì tắt lò và để cái cam này ở trong thêm tầm nửa tiếng 45 phút nữa Thì nó sẽ qué quéo lại như thế này nè Nhìn mấy miếng cam cũng mà lên Tiền mấy khôi đã làm xong Bây giờ sẽ ăn thử coi nó như thế nào Mời minh chị Xem tới cái khúc này có ai nuốt nước miếng không mấy bạn chứ mấy khôi edit là tao nói nước miếng nó cứ nuốt hoài luôn á. Cái vỏ cam bên ngoài thì nó sẽ hơi dai dai, dẻo dẻo một chút. Cái phần cam bên trong thì nó mềm, ăn rất là thơm mùi cam luôn. Cái vị ngọt thì đối với mấy khôi là vừa ăn mà cái vỏ nó vẫn còn hơi cái vị the the nhẹ nha. Dạ nếu mà mình xấy nó khô quá đó thì ăn cái vỏ bên ngoài nó sẽ bị cứng nha mấy bạn. sốt hủ tiếu khô hay là mì gói thơm ngon đậm vị bố rất là mai khôi mấy ngày tết nếu mà mấy anh chị mà gọi là ngán cơm thèm phở không thèm hủ tiếu khô hay là mì gói đó hoặc là mình đi đâu về mình bận quá mình không có kịp nấu ăn á mấy chị làm thử cái nước sốt này nè nó cũng nhanh lắm còn không mình làm sẵn mình để trong tủ lạnh khi nào cần thì mình lấy ra mình ăn em phi hành tỏi cho nó thơm lên sau đó thì cho vào đây là nước tương dầu hào hát xì dầu giấm ăn tương ớt nước lạnh đường thôi nói chung em ghi trên màn hình đi cho mấy anh chị tiện theo dõi nha lần này mấy khôi dùng muỗng để cho mấy chị dễ làm nha. nói chung mấy chị dùng cái muỗng nào mà đông cái gì rồi là mình cứ lấy cái muỗng đó mình làm tới thôi. để tranh thủ thời gian thì mình sẽ bắt cái nồi nước lên. đó mấy chị thích ăn hủ tiếu hay là phở hay là mì hay là mì gói gì đó thì mấy chị luộc nó lên. Đó mình sẽ nấu cho cái nước sốt này nó nó sôi lên. xong mấy chị hạ lửa xuống mình để riêu riêu riu, riu, riu cho nó hơi sệt cái sốt lại. còn không á thì phải ăn chút bột năng cho vào giống em. nhưng mà trời ơi em lỡ tay mấy chị ơi em đổ quá trời vô rồi. Đây là nó quá sệt rồi nha, nó sệt quá mức độ rồi, over rồi. Rồi bây giờ em bày ra tô nha, ở đây là em có cọng phở khô đó em luộc lên, rồi em cho nước sốt vô em trộn 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 để nhìn cái màu nó đẹp một chút. Rồi topping á thì nhà mình có cái gì thì mình cho vào cái đó, nếu mà không có thì mấy chị ăn cái nước sốt với lại cái cọng hủ tiếu hay là phở không nó cũng ngon nữa. Còn không thì mình cho mấy quả trứng mình lên cũng là cũng không? ok la nè. Giờ mình sẽ mời Minh chị ăn nha. Cái khúc đầu mà trộn sốt á, mấy chị cho vừa vừa thôi, rồi sau đó mình ăn mà nếu nó lạc á, thì mình thêm. Chứ lỡ tay mà mình trộn nhiều quá, nó mặn á, là mình phải thêm uh, hủ tiếu hay là phở vào nữa là thành một cái tô nó bự chảng ăn không hết. Và thường ăn hủ tiếu khô là mình sẽ có thêm một cái chén nước lèo đi kèm đúng không mấy chị? Nhưng mà đây mình nấu kiểu cấp tóc mà ăn cho nhanh, cho gọn á, cho nên là không có. Nếu mà khát nước quá thì mấy chị làm ly trà đá để bên nha. <laughs> Vịt quay làm tại nhà đơn giản nè mấy chị, bốn số mình là Mai Khôi. Hôm bữa tự nhiên em thèm vịt quay mà không biết sao cái điện thoại nó đọc được cái sự thèm thuồng của em hay gì á Lướt tới đâu cũng thấy toàn hình ảnh vịt quay không à mấy anh chị Vậy là muốn ăn thì phải lăn vào bếp thôi À mà nay em mới học được một cái cách làm mới nha Rất là đơn giản luôn của anh chú Gary Nãy giờ thì mấy chị cũng thấy em làm cái phao câu vịt đó Mà em quên bấm máy góc quay rồi cho nên là mấy chị lên youtube coi kỹ kỹ lại giúp em nha Mình làm cái phần phao câu kỹ thì con vịt ăn nó sẽ không có bị hôi Bây giờ mình chuyển qua cái khâu cũng không kém phần quan trọng đó mấy chị thêm tập trung chăm chú không quá lông cho nó đó mà không hiểu sao lông tơ đâu mà quá trời quá đất vậy ngày xưa thay vì cho tấm lựa đậu á thì đưa mấy con vịt này nè bảo đảm ngồi nhặt lông là mòn mỏi luôn <laughs> rồi cuối cùng cái công đoạn quan trọng đó cũng xong rồi mấy anh chị em sẽ cho vào đây là gừng nè rượu trắng với lại muối em sẽ chà chà xoa bóp này kia mình làm kỹ thì lát nữa con vịt mình ăn nó sẽ rất là thơm ngon luôn rồi em sẽ rửa lại với lại mấy lần nước cho nó sạch nha và em để cho ráo nước nè Bây giờ đi qua cái phần nguyên liệu gia vị để mà ướp vào thịt Dạ anh chú đó chỉ là cho cái phần gia vị khô ướp trước rồi tới cái phần gia vị nước ướp sau Nhưng mà đây em trộn hai thứ chung luôn, mình cho chung để cho nó đơn giản nha Mà cái đơn vị, cái đơn vị là gì? Cái gia vị của ảnh nó cũng hơi bị phức tạp chút xíu Còn em chơi đơn giản thôi nha, nhà có gì dùng đó đi Chi tiết nguyên liệu gia vị em sẽ để trên màn hình cho mấy anh chị tham khảo nha rồi bây giờ con vịt nó khô ráo rồi á thì em có khâu cái phần cổ nó lại nè Còn cái phần phía dưới thì em sẽ cho cái phần gia vị vào Mà mấy anh chị lưu ý là đừng để cái gia vị nó nó dính vào da Hồi nãy em hơi vụng về nó bị dính một chút xíu rồi đó Đó rồi mình sẽ xoa xoa, massage rồi để cho gia vị nó thấm đó Sau đó thì em sẽ khâu cái phần dưới lại luôn Ở đây thì em sẽ dùng cái cây um, xin que nè em khâu nha Đó mấy anh chị thấy hồi nãy em bị dính gia vị cái bây giờ nó bị tèm lem Thì lúc đó em có lấy khăn giấy em lau cho nó bớt đi rồi em khâu cái phần dưới rồi em thấy nó không có chảy cái nước ra nữa là ok la giờ là có cái phần táo vịt cái phần này em cũng uh, cãi lời anh chú đó nha <laughs> em cho nguyên liệu vào chung hết luôn dạ nếu mà lần này thử nghiệm mà thất bại á thì lần sau em sẽ không dám cãi lời anh chú đó nữa mà sẽ làm y chang nha thử nghiệm đi mấy chị trải nghiệm rồi sẽ có kinh nghiệm rồi bây giờ em sẽ cho vào đây là nước nè muối mật ong với lại cái giấm à mà cái giấm đỏ thì em không có mấy chị có giấm đỏ thì dùng giấm đỏ còn ở đây thì em sử dụng cái giấm của bên này nha nó cũng cái màu hơi uh, đỏ, đỏ đậm đậm đó để cho nó lên màu cái của con vịt nè rồi bây giờ em nấu cho nó sôi bùng lên có bọt em vớt bọt bỏ đi rồi bây giờ em cho con vịt vào em sẽ tắt bếp rồi em dội nước nè đó mình tắm cho nó đó mấy chị thấy dội lên cái da nó căng lên đã không mà đừng có dội lâu quá nha mấy anh chị nó chín thịt luôn á rồi bây giờ em sẽ lấy ra và em sẽ treo con vịt này lên do nhà em thì amateur không có đủ đồ nghề cho nên là em sẽ lấy cái dây này em quấn nó lên nha rồi chồng em chế cho em cái chỗ treo con vịt nè mình treo lên như vậy để cho vịt nó khô đó mình nướng thì cái da của nó sẽ giòn đó, còn mấy anh chị mà không có muốn treo lên á thì mấy anh chị có thể bỏ vào trong cái lò nướng mấy anh chị bỏ nhiệt độ thấp thôi khoảng 30 40 độ C thôi. Mình hông cho cái da nó khô đó. Vịt là em để qua đêm tầm đâu khoảng 10 tiếng 11 tiếng đó thì em sẽ lấy em đem đi nướng nha. Thấy cái da nó khô săn lại là mình đem đi nướng. Đó em nướng nhiệt độ là 185 độ C có có quạt nha. Và nướng trong vòng 30 phút thì em lấy ra. Cái phần nào mà em thấy nó có nguy cơ nó sẽ bị hơi xém đen đó, thì em sẽ che nó lại em bỏ vào em nướng tiếp thêm 30 đời. phút nữa để để em em tạt cái hương cái 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 thơm qua cho mấy chị nữa nha à, thơm mấy chị vì sau khi nướng xong á thì mấy khôi sẽ để tầm khoảng 15 20 phút rồi bắt đầu mới cắt nha mấy chị đem để, em, để em, em, lấy cái da em rồi rồi cái da cho mấy chị nghe cái độ hơi giòn giòn của nó nè Độ này nó giòn nè ui ui Dạ mà ăn vịt quay thì mấy chị thích ăn kiểu nào nè Mấy Khôi thì thích ăn là cắt ra mà cả thịt, cả xương, cả da rồi đó đi nguyên combo Còn nhiều chị thì sẽ thích ăn kiểu da riêng, thịt riêng Cái này thì mình cắt tùy ý nha Khúc này là em đang lấy nước sốt từ con vịt ra nè Em có rây qua nha để mấy cái phần mà không có được ấy để em bỏ qua hàng bên rồi công nhận vịt này mỡ quá trời mỡ luôn Em vớt cái phần mỡ em bỏ đi bớp Rồi em sẽ nêm lại cho vừa ăn Cho vào đây một ít tương đen Hồi xin sốt đó mấy anh chị Rồi nước tương với lại ớt tỏi gì đó mấy anh chị nêm nếm thôi Hoặc là cho thêm chút giấm vào Nếu mà muốn chua không, chua nha Nghe độ giòn của nó nha Mời mấy anh chị <laughs> Dạ lần đầu tiên em thử làm kiểu này và có hơi cãi lời anh chú đó một chút xíu nhưng mà cũng thành công không anh chị? Nếu mà anh chị nào thích thì có thể thử nha.